Xin chào các bạn, mình là Mỹ Như. Rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần và làn news số 50. Hành trình 50 số phát sóng là nỗ lực không ngừng nghỉ của ban biên tập để gửi đến cho đại gia đình Văn Lang những tin tức hấp dẫn về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của trường Đại học Văn Lang. Mỹ Như xin chúc cho ban biên tập sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục đồng hành cùng bản tin tuần và làn news. Mở đầu cho bản tin tuần đặc biệt tuần này, mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại các sự kiện mang tính quốc tế diễn ra tại trường Đại học Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua ngay sau đây nha. Ngày 11 tháng 7 năm 2022, đoàn sinh viên Đại học Liverpool John Moores đã ghé thăm và tham gia chuỗi hoạt động giao lưu quốc tế cùng cộng đồng sinh viên Văn Lang trong khuôn khổ hoạt động SDG Summer School in Vietnam. Trong chuỗi hoạt động, các bạn sinh viên Liverpool John Moores tìm hiểu văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu với sinh viên Văn Lang, workshop vẽ túi tốt, chủ đề môi trường và phát triển bền vững, giao lưu đối thoại về mục tiêu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, tham gia chương trình City Tour tại các địa điểm nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Khoa Kỹ thuật An toàn phối hợp với Phòng Nghiên cứu Khoa học, Hợp tác và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề Phát triển công nghệ xanh cho châu Á, Thái Bình Dương hướng tới tương lai không rác thải. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, lãnh đạo và chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là cơ hội đặc biệt để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý từ các học viện trong ngành công nghiệp chia sẻ kiến thức chuyên môn, công bố nghiên cứu khoa học về năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, vệ sinh và an toàn tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các chuyên gia đã cùng trao đổi, đề ra các chính sách trọng tâm và phương pháp để xử lý vấn đề hiện tại trong tương lai của môi trường. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Khoa Môi trường tổ chức hội thảo công bố tiến độ dự án quốc tế PureCycle 9 Nano Assay Bioremediation of Diffuse the Oceans in Soil and Sediment. Qua buổi hội thảo, đại diện các đơn vị đã trình bày tiến độ thực hiện dự án và cùng thảo luận về phương án xử lý các vấn đề để tiếp tục phát triển dự án trong thời gian tới. Đồng thời, các nhà khoa học cũng đã trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến xử lý dioxin trong đất và trầm tích tại khu vực sân bay Biên Hòa. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Khoa Nghệ thuật ứng dụng tổ chức lớp học Master cho sinh viên ngành thanh nhạc với sự tham gia của đoàn giáo sư đến từ Hàn Quốc. Đoàn giáo sư đánh giá cao khả năng cảm thụ âm nhạc và kỹ năng biểu diễn của sinh viên Văn Lang. Các bạn sinh viên cũng được hướng dẫn góp ý thêm về cách hát, giúp phần biểu diễn trau chuốt hơn. Song song đó, Khoa Nghệ thuật ứng dụng đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ MOU với Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc. Theo biên bản ký kết, Trường Đại học Văn Lang và Đại học Quốc gia Busan sẽ trao đổi sinh viên giữa hai nước và tạo nhiều cơ hội du học cho chương trình thạc sĩ cho sinh viên khoa nghệ thuật ứng dụng. Xin chúc mừng hợp tác của hai đơn vị. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác cùng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp toàn cầu Atlas. Theo thỏa thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp toàn cầu Atlas Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác cùng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp toàn cầu Atlas. Theo thỏa thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp toàn cầu Atlas tạo điều kiện cho sinh viên khoa xây dựng và khoa kiến trúc Văn Lang có thêm cơ hội thực tập, việc làm, học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt, đồng thời phối hợp tổ chức các seminar chuyên ngành bổ trợ kiến thức về lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Văn Lang News xin chúc mừng hợp tác thành công giữa hai đơn vị. Tuần qua, các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, các chương trình định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên diễn ra vô cùng sôi nổi. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các hoạt động này nha! Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu sân khấu học đường. Với sự dẫn dắt của nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, các bạn sinh viên đã cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của bộ môn nghệ thuật truyền thống và kiến thức liên quan đến nghệ thuật hóa trang mặt nạ trong các vở diễn. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được thực hành các động tác, điệu bộ đặc trưng trong hát bội dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ sĩ. Chương trình giúp sinh viên Văn Lang đến gần hơn với loại hình nghệ thuật trình diễn sân khấu, góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình giao lưu nhạc sĩ.
Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức chương trình giao lưu nhạc sĩ Dương Thụ với chủ đề Vẫn hát lời tình yêu. Chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Văn Lang được giao lưu trực tiếp với nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam từ những năm 1990. Các bạn sinh viên được nghe những chia sẻ gần gũi của nhạc sĩ Dương Thụ về cuộc đời của ông, về nền âm nhạc đương đại Việt Nam và những câu chuyện về các sáng tác của nhạc sĩ. Đặc biệt các bạn sinh viên Văn Lang còn được thưởng thức những ca khúc như Vẫn hát lời tình yêu, Nghe mưa. Từ ngày 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2022, Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển INCES phối hợp cùng Viện IIM Tech Trường Đại học Văn Lang tổ chức các hoạt động công tác xã hội, vẽ tranh tường tại Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Dầu nhằm cải tạo không gian trường học, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thầy trò ngành thiết kế nội thất đã thực hiện dự án trang trí vách khu xưởng thực hành nhằm khơi gợi thêm cảm hứng học tập và không gian thân thiện cho sinh viên Văn Lang. Văn Lang News xin chân thành cảm ơn những dự án ý nghĩa của đại gia đình Văn Lang nha. Từ ngày 12 tháng 7 năm 2022, chuỗi workshop Career Development Series dành cho các bạn sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt được tổ chức nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên tham dự hoàn thiện các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc nhóm. Các bạn sinh viên đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức về chủ đề Business Communication và Service Teamwork Mindset để biết cách xử lý các vấn đề thường gặp trong đời sống văn phòng và môi trường agency. Cảm ơn ban đào tạo đặc biệt đã tổ chức chương trình ý nghĩa dành cho tất cả các bạn sinh viên. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức kỳ thi năng khiếu tập trung đợt 2 với các môn thi, vẽ, âm nhạc và sân khấu điện ảnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức thành công kỳ thi năng khiếu online kết hợp phỏng vấn dành cho hơn 750 thí sinh. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái tin tức này nha! Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức kỳ thi năng khiếu các môn thi năng khiếu vẽ, âm nhạc và sân khấu điện ảnh dành cho hơn 850 thí sinh, xét tuyển vào các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật số, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, thanh nhạc, piano, đạo diễn điện ảnh, truyền hình và diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Văn Lang News chúc các bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Các bạn nhớ theo dõi website và fanpage trường để kịp thời cập nhật kết quả kỳ thi năng khiếu nha. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo kết quả học bạ đợt 1 và 2 năm 2022 với 61 ngành đại học. Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Văn Lang dao động từ 18 đến 24 điểm. Một số ngành hot có mức điểm chuẩn tăng so với điểm nhận hồ sơ như ngành quan hệ công chúng 22 điểm, ngành truyền thông đa phương tiện 22 điểm và ngành marketing 20 điểm. Sau khi công bố điểm chuẩn, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục đồng hành cùng các sĩ tử trong series livestream tư vấn xét tuyển đại học với chủ đề sử dụng kết quả xét tuyển sớm như thế nào. Chúc mừng các bạn thí sinh xét tuyển sớm vào Trường Đại học Văn Lang đã đạt kết quả như ý. Hy vọng các bạn sẽ tận dụng kết quả này để giảm áp lực và vững tâm chọn lựa nguyện vọng trong đợt đăng ký chính thức từ ngày 22 tháng 7 sắp tới nha. Khoảnh khắc vinh danh và nhận bằng tốt nghiệp là khoảnh khắc sinh viên Văn Lang đều mong chờ. Đây là minh chứng của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Để chuẩn bị chu đáo cho từng cá nhân dự lễ, tuần vừa qua nhà trường triển khai hoạt động chụp ảnh cho các tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ. Mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại cái tin tức này nha! Nhằm chuẩn bị chỉnh chu cho nghi thức trao bằng tốt nghiệp, đồng thời thực hiện món quà kỷ yếu tốt nghiệp 2022, từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức chụp ảnh tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022. Khoảnh khắc vinh danh và trao bằng tốt nghiệp vỏn vẹn vài giây trên sân khấu, nhưng luôn ấn tượng nhất. Hình ảnh mỗi tân thạc sĩ, tân kỹ sư, tân cử nhân sẽ xuất hiện trên màn hình LED tại buổi lễ. Khi mà mặc cái bộ đồ này thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào vì đã trải qua được 4 năm đại học ý nghĩa tại Văn Lang. Em cảm thấy là mặc bộ lễ phục của trường mình thì cảm thấy là mình tự tin hơn khi mình lên sân khấu. Giống như là nó trải qua được 4 năm hành trình mà mình đã nhận lại được cái kết quả. Dạ, em cảm thấy là mặc trên mình bộ lễ phục Văn Lang rất là đẹp và em rất mong là sẽ có một bộ lễ phục như vậy để đem về nhà. Trong 4 năm học tập tại ngôi trường Đại học Văn Lang này thì mình đã trưởng thành hơn,
mình được học tập các kiến thức của nhà trường, nó giúp mình ứng dụng hơn trong cuộc sống và cũng như công việc hiện tại của mình. Mặc dù là thời gian học ở Văn Lang thì tụi em đã vướng dịch đó, học on rất là nhiều, nhưng mà tụi em đã học hỏi được rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của thầy cô của khoa thương mại. Hai tuần nữa cô sẽ vào dự lễ tốt nghiệp con cô. Rồi cô thấy con cô bận cái áo dự lễ tốt nghiệp mà cô rất là xúc động. Sau 4 năm học ở đây thì mình cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân đã giúp đỡ mình trưởng thành như ngày hôm nay. Đầu tiên là mình xin cảm ơn ba mẹ vì đã có thể hỗ trợ mình được học đại học và đặc biệt là tại môi trường Đại học Văn Lang này. Ngoài ra thì mình cảm ơn thầy cô đã dạy dỗ mình trong suốt 4 năm vừa qua. Chúc mừng các bạn tân cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ. Văn Lang News hẹn gặp lại các bạn tại buổi lễ tốt nghiệp ý nghĩa sắp tới nha. Bản tin tuần Văn Lang News số 50 xin được phép khép lại. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin Văn Lang News tuần sau.